tài tử vệ sĩ giành ngôi song với vợ cũ khi ly hôn. Nam diễn viên Kevin Costner từng đóng nhiều phim, vệ sĩ, bất khả xâm phạm, Robin Hood, hoàng tử Lục Lâm tranh giành với vợ cũ từ cái nồi, cái chảo, cây dù đến giường cho chó. Đây được xem là vụ ly hôn gay gắt, nhỏ nhặt bậc nhất Hollywood. Trang Daily Mail ngày 22 tháng 7 thông tin bên trong vụ ly hôn giữa Kevin Costner, 68 tuổi và vợ Christine Bangachi, 48 tuổi. Christine Bangachi đã đệ đơn lên tòa vào ngày 1 tháng 5, lý do ly hôn là vì những khác biệt không thể hòa giải. Công chúng biết đến cặp đôi này tưởng rằng tiến trình ly hôn sẽ nhanh chóng, dễ dàng bởi cả hai đều đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, sẽ không mất thời gian phân chia tài sản. Tuy nhiên, mọi thứ rắc rối hơn khi cả hai không vừa lòng nhau, không đạt được thỏa thuận và hứa hẹn vụ ly hôn sẽ không êm đẹp như mọi người tưởng. Theo tài liệu tòa án mà Daily Mail có được, cả hai tranh giành nhau mọi thứ từ việc ai có quyền sở hữu những chiếc song, nồi trong nhà bếp cho đến giường cho chó ngủ. Phía Kevin Costner tố Christine Bangachi đã chi 100.000 USD tiền cấp dưỡng nuôi con để phẫu thuật thẩm mỹ. Hẳn nhiên, phía Christine Bangachi phản pháo lại. Hai bên cũng tiếp tục tranh quyền nuôi con khi phía Christine Bangachi muốn được chọn quyền còn Kevin Costner muốn chia sẻ quyền này. Christine Bangachi mong muốn mang theo danh sách món đồ từ ngôi nhà trị giá 145 triệu USD ở Santa Barbara, từng là tổ ấm của cặp đôi gồm song nồi, giường cho chó, chiếc dù màu xanh trắng trên bãi biển, máy ép trái cây, xe đạp thể thao. Kevin Costner không phản đối vợ cũ lấy đi đồ vệ sinh cá nhân, túi sách, quần áo, đồ trang sức nhưng lại không cho mang theo song nồi, giường cho chó, dù theo yêu cầu. Tất cả những vật dụng khác trong nhà muốn mang đi phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phía tài tử. Nhiều người trong ngành nhận xét nam diễn viên nổi tiếng, giàu có, với khối tài sản ước tính lên đến 400 triệu USD đang quá nhỏ nhặt, khắc khe với người cũ. Kevin Costner từ lâu đã nổi tiếng là một người đàm phán khó tính trong nghề nghiệp. Không ngờ, ông ta mang theo cả sự khó tính tương tự vào đời tư của mình, một người nhận xét. Sau khi công khai chia sẻ rằng rất đau lòng khi vợ đệ đơn ly hôn, Kevin Costner quyết định cứng rắn trong quá trình ly hôn. Ông thuê luật sư nổi tiếng về ly hôn tại Hollywood là Laura Wasser, người từng đại diện pháp lý cho Angelina Jolie, Johnny Depp và Kim Kardashian. Liệu vụ ly hôn thú vị này sẽ kéo dài như nhiều vụ khác hay nhanh chóng đạt thỏa thuận thì đến nay vẫn khó biết rõ. Tuy nhiên, phía tòa án vẫn mong hai bên cố gắng giải quyết hòa bình, nhanh chóng những vấn đề vụn vặt từ dụng cụ nhà bếp đến giường cho chó.